chiều 8 tháng 11, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe ben và xe máy khiến một người bị cán nát chân. Theo đó, khoảng 13 giờ cùng ngày, xe ben Dona Cúc mang băng kiểm soát 60 48.746 xe của Liên hiệp Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Đồng Nai chạy về hướng dòng xoay cổng số 11, phường Long Bình Tân khi đang chuyển hướng thì gia chạm với xe máy băng kiểm soát 60 giờ 7 âm 6688 đang di chuyển trong dòng xoay. Vụ gia chạm khiến thanh niên ngã ra đường, bị bánh xe ben cán qua chân, được người dân đưa đi cấp cứu. Nhận tin báo, lực lượng chức năng thành phố. Biên Hòa đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Người dân sinh sống đoạn đường trên phản ánh, bất an khi xe Ben của Dona Cúc liên tục gây tai nạn, là nỗi ám ảnh của người dân. Thương tâm nhất là vụ cháu Lâm Đăng qua 12 tuổi, con của đôi vợ chồng mù, bị xe Ben của Dona Cúc cán tử vong tại cổng sân Vương Long thành vào ngày 30 tháng 10 vừa qua gây phẫn nộ dư luận. Hôm qua ngày 7 tháng 11 cũng tại khu vực này, xe Ben Dona Cúc cũng va chạm với xe máy, may mắn hai mẹ con trên xe không bị